Xin chào tất cả các bạn đến với Học Lại. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cover một bài rất hay được nhiều bạn yêu cầu ha. Bây giờ mình sẽ đàn qua câu intro các bạn nghe thử nè. Bài này được viết ở dòng son thứ, có hai dấu dáng là si dáng và mi dáng à, các bạn chú ý cho mình ha. Rồi các bạn nhìn vô tay phải tập luôn ha. Do, do, si, la, fa, do, do, si, la, re, do, la, re, si, si, la, son, re, re, si, si, la, la, fa, fa, do, do, si, la, fa, do, do, si, la, re, si, si, la, son, re, re, si, si, la, la, fa, son, re. Rồi các bạn tập hai hàng đầu trước ha. Rồi về tay trái thì đoạn đầu hai hàng đầu các bạn dành như thế này cho mình. Dành như là bài gốc người ta phối vậy ha, phối âm vậy đó. Rồi bây giờ dành 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn dành theo nốt mốc đơn, hai nốt mốc đơn là một đập. Pha trưởng thì các bạn đàn pha và đô 1 2 3 4 5 6 7 8 à. Rồi son thứ các bạn đàn son và rê 1 hoặc các bạn đếm 1 2 3 4 thì đếm hai nốt là một đếm 1 2 3 4 1 2 3 4 đó rồi 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Bài này chỉ đi một vòng hợp âm này thôi các bạn ha. Mi dáng nè, pha trưởng, pha la đô, son thứ, son si rê. Đó, chỉ ba hợp âm này thôi, nó quay đi quay vòng lại hết bài. Đó, các bạn chú ý cho mình ha. Rồi, về một phần rải vô bài thì xíu mình chỉ sau. Bây giờ các bạn ghép phần bắt đầu vô bài này. Đô, đô, si, la, pha, đô, đô, si, la, rê, si, si, la, thì tay trái thì các bạn rải theo như thế này ha. Tay quãng 10 nha các bạn. Ví dụ mi dáng thì các bạn đàn này, mi si mi si son si mi, hoặc là các bạn đàn kiểu này. Đó, hoặc đàn kiểu này. Đó, về các phương pháp rải tay trái thì các bạn có thể đăng ký mua cuốn 30 ngày tự học piano cover solo và điểm hát ha. Trong này thì có các phần nhạc lý cơ bản này các bạn ha. Rồi có các hợp âm hình ảnh này, các bạn dễ theo dõi và bấm theo ha. Rồi các kiểu thế âm, thế bấm hoặc âm đảo ha, cho các hợp âm. Rồi các mẫu rải tay trái từ cơ bản tới nâng cao đó, có các bài thực tập thực hành luôn nè đó. Rồi có các mẫu điểm hát luôn để cho các bạn tập điểm hát trong cuốn này luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đàn là phần giai điệu vô là các bạn nhìn nè. Son fa son re, son fa son do, si la fa re do, si la son fa, son fa son re, son fa son do, si la son. Đó là hàng đầu. Rồi tiếp tục re fa son, re fa son re, son fa son do, si la fa re do, si la son fa son re, son fa son do, si la son. Rồi mình sẽ hướng dẫn tới phần này ha. Đó phần tay trái nè các bạn nè, mi dáng fa trưởng, fa do la do, fa do son trưởng, xong cùng nhầm son thứ nha các bạn, son re si re son. Chỉ ba âm này các bạn cố gắng tập đi tập lại cho nó nhuần nhuyễn để các bạn ghép vô cho mình. Rồi bây giờ mình sẽ đàn này.
son fa trong re ha cao y chang như vậy nhưng đàn cao lên mình đàn chậm các bạn ạ. Khi mà chuyển lên thì tay trái các bạn chuyển theo luôn hoặc các bạn đàn dưới cũng được không sao cả. Son fa son do si la fa re do si la son fa son re son fa son doTiếp theo nó thay đổi giai điệu một xíu, các bạn chú ý nhé. Re fa re do, re fa re do, re fa do si, re fa re do, re fa re do, re fa do re. Rồi phần sau thì đàn như là đoạn đầu các bạn. Re fa son reson fa son do si la son. Đó, rồi mình sẽ đàn luôn. Bài này tính ra là chỉ có 3 câu mà người ta lặp đi lặp lại nhiều lần thôi. Rồi bây giờ các bạn sẽ đàn phần tiếp theo, re fa re do này. Mình sẽ đàn đầu hàng luôn thì các bạn chú ý nha. Đàn như đoạn đầu intro la fa do do si la re si si la son re re si si la la fa fa do do si la fa do do si la re si si la son re re si si la la fa fa son fa son rexong một bài cover rất là hay ha. Các bạn cố gắng tập nhiều để có kết quả tốt. Đăng ký kênh của mình để ủng hộ cho mình ra những video hướng dẫn tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.